Thả diều gặp gió lớn, nam thanh niên bị cuốn bay lơ lửng trên không trung. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đang lơ lửng trên không trung khiến nhiều người giật mình. Nguyên nhân được cho là người này đi thả diều và gặp gió lớn. Sau đó ngọn gió to đã cuốn cả diều cả người lên không trung. Rất may sau đó gió ngừng thổi, người đàn ông mới từ từ chạm đất. Mặc dù anh ta khi tiếp đất vẫn bị cuốn theo một đoạn nữa mới về trạng thái an toàn. Gần đó có vài người dân cũng đứng từ xa theo dõi sự việc. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người rùng mình. Họ cho rằng hành động của nam thanh niên trong đoạn clip hết sức nguy hiểm, bởi không may ngã xuống đất hoặc gió mạnh cuốn đi, vướng vào đường dây điện gần đó thì hậu quả thật khôn lường. Đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội chia sẻ tình huống này. Rất nhiều người đã lên tiếng cảnh báo nguy hiểm khi thả diều lớn ở giữa cánh đồng. Khi diều gặp gió sẽ lên rất nhanh, nếu cứ cố tình bám theo dây diều, có thể người cũng bị cuốn lên không trung. Nếu bị kéo lên cao quá sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Một số bình luận của cư dân mạng: tại sao cứ thích lúc trời giông bão ra thả diều làm gì chứ? Nó mà đứt dây thì bay đi tận đâu rồi? May là không dính vào mấy dây điện cao thế kia. Có bao vụ như thế rồi mà không rút kinh nghiệm, coi thường tính mạng quá. Xem mà cứ sợ anh ta bị cuốn vào dây điện. Thả diều vui đấy, nhưng nên chú ý an toàn. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.